chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Úc Sinh TV. Lời nói đầu tiên em mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc. Hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình món ăn hàng ngày nha cả nhà. Bữa nay em xào món này em lên đi chùa cả nhà. Đây là rau cần thơm nha, rau cần thơm, thịt ba chỉ, đây là cà chua, đây là hành, gồm có dụng cụ nêm, bột ngọt, đường, tỏi bầm, muối và nước mắm ngon nha cả nhà. Em mời cả nhà cùng theo em xuống bếp nha cả nhà. Đây em bắt chảo lên. Chờ chảo nóng em cho dầu ăn vào nha cả nhà. Chảo nóng mình để chảo cho nóng, sau đó mình cho dầu ăn vào. Khi nào mình thấy dầu ăn của mình nó sôi á cả nhà, mình hãy cho tỏi bầm vào nha cả nhà. Ăn sôi mình cho tỏi bầm vào, mình sẽ quậy nha cả nhà, mình sặn qua sặn lại cho tỏi mình nó vàng đều ra, nó thơm. Thịt ba chỉ này em cũng về em cạo rửa sạch, sử dụng qua nước muối nha cả nhà, mình bóp cho nó ráo nha. Rồi tỏi của em cũng đã vàng thơm nha cả nhà. Đây là dừa rồi, vàng nữa thì nó hơi khác. Em cho thịt vào, quá thơm nha cả nhà. Cả nhà xem video nhớ cho em ủng hộ quảng cáo em nha cả nhà ơi. Xem quảng cáo thì nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để kênh của em được ngày càng phát triển hơn. Đây là món ăn ở vùng quê, vùng xa, vùng sâu cả nhà, có gì nấu đó. Bán lý ra cái này phải có bắp cải nè, nhưng mà em muốn ăn bắp cải khóm, cho vài miếng khóm vô nữa cho nó có màu xanh xanh, đã đỏ vàng vàng nó mới ngon. Thịt này mình xào cho nó săn lại, mình hãy nêm nếm nha cả nhà. Món nấu ăn này tùy theo của mỗi người khác nhau cả nhà, có người thì ta ướp thịt trước á, còn em không có ướp trước. Cái trước giữ nó rất là tâm, em xào cho nó săn thịt lại em mới nêm nếm nha cả nhà. Xào cho dầu với tỏi nè, nó dầu vô trong thịt nó săn thịt. Mình xào mình không nên mua thịt nạc không á, nó không có ngon, nó cứng. Rồi thịt của em cũng săn, em cho nước mắm vào cả nhà. Đây là một muỗng nước mắm ngon, mắm nam ơi, một muỗng bột ngọt, muối thì mình để có chút xíu thôi.
tại vì nước mắm nó mặn rồi không có để muối nữa. Nhưng mà lúc nào nấu ăn mình cũng phải có muối, dù nấu chè ngọt mình cũng phải cho vài hạt muối vô nha cả nhà. Đây một muỗng canh hay dung chút nha, đường thì mình cho nhiều hơn bột ngọt. Sau đó quậy cho nó thấm đều lên nha. Đây cả nhà, thịt em nó cũng đã thấm với gia vị nha cả nhà, em cho nước vào, cho nước tơi hết nước rồi. Cho chút xíu nước vào cả nhà, cho chút nước vào cho thịt mình nó mềm. Rồi nó nãy giờ cũng đã mềm luôn cả nhà, thịt mềm rồi em cho rau cần vào luôn cả nhà. Cà chua thì mình để sau, tại vì cà chua ăn sống cũng vẫn được thôi cả nhà. Em cho cà vô luôn nha cả nhà. Ừ, cái này mà được khóm chút xíu nữa rất là ngon luôn. Xào thì mình không có để nước nhiều, để nước vừa vừa thôi, còn nấu canh thì mình cho nước nhiều. Rau cần này, rau cần tàu này cả nhà, rau cần thơm, nó thơm. Đảo qua đảo lại khoảng 5 phút nữa là nó sẽ chín đều ha. Cái món này mình chấm với nước tương, cho vài đắp ớt vào nó rất là ngon. Ai không ăn nước tương thì ăn nước mắm, nước mắm mặn cũng được, để ớt vào. Rồi chín rồi nha cả nhà, em sẽ cho hành vào. Ôi quá ngon rồi. Đây, thế là cái món thịt ba chỉ xào rau cần cà chua của em đã chín rồi cả nhà. Rồi em cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả quý vị khán giả trong nước và ngoài nước luôn luôn cùng đồng hành với em. Em sẽ chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều và cầu mong cả nhà từ đây bước đường đi tới cả nhà sẽ ủng hộ em nhiều hơn. Em cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc, mọi sự thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Cả nhà xem video nhớ để lại bình luận giúp em. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà gặp lại với video mới nha cả nhà. Ngon quá. Chín rồi.